Và sau khi Trân Đài được training những cái kỹ năng về cách phối đồ, trang phục thì ngày hôm nay Trân Đài sẽ nhờ anh Si Lê và anh Xín giúp Trân Đài để thực hiện những cái thử thách make up và hair, bởi vì cái phần này á nó rất là quan trọng và quyết định cái diện mạo của Trân Đài để đến với đấu trường quốc tế. Một đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế thì những kỹ năng đó là những kỹ năng bắt buộc và không thể nào mà lệ thuộc với bất kỳ một ekip nào là có thể hỗ trợ cho mình được. Bên Thái Lan thời tiết cũng nóng nực, thì là lỡ mà mình có quẹt lên mặt hoặc là mồ hôi do nóng nực đổ ra thì là mình cũng có những cái kiến thức để mà luôn luôn giữ được cái hình ảnh đẹp đẽ trong mắt mọi người. Ok, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào thử thách nhé. Anh Ti Lê là một trong những makeup artist rất là nổi tiếng, cho nên anh Ti sẽ nhìn nhận ra được những cái khuyết điểm và cái ưu điểm của Trân Đài, cho nên Trân Đài rất là tin tưởng bởi anh Ti sẽ làm cho Trân Đài tốt hơn và đẹp hơn và tỏa sáng tại Thái Lan. Thì bây giờ anh sẽ nói về cái phần khuyết điểm trên gương mặt của em ha. Dạ. Thì là cái con mắt bên đây của em nè, nó đang bị nhỏ hơn con mắt bên đây. Mình sẽ ăn gian cái đường eyeliner lên một chút để cái phần mí mình nó đều. Cái này là em rất là muốn hỏi anh Ti luôn. Bởi vì rất là nhiều bạn fan comment nói là cái lỗ mũi em, cái hai bên đây nó rất là to. Ở dưới cái lỗ mũi nè. Yeah. Mình không có nên mà lấy cái phần tạo cối mình làm đen cái phần ở dưới. Sử dụng cái che khuyết điểm. Yeah. Màu sáng anh sẽ đánh ở phần xung quanh lỗ mũi để cho nó thu gọn bớt cái phần lỗ mũi. Dạ, lại. Dạ, em hôm qua thì anh cũng đã nói là em có một cái tật là hay ngước cái mặt lên rồi. Đương nhiên ai ngước mặt lên cũng sẽ thấy hai cái lỗ mũi hết á. Anh Ti là một người vừa làm make up và vừa làm chụp hình luôn, cho nên là anh Ti sẽ biết được những cái chỗ, cái góc mặt nào của mình là đẹp nhất, cũng như là cách make up làm sao để cho mình che đi được những cái khuyết điểm của mình. Thì là ngoài cái ưu khuyết điểm nó là một phần thôi. Còn lại là cái phần lớp nền là quan trọng nhất. Em nghĩ là để em hiểu rõ hơn thì em sẽ nhờ anh Ti thị phạm cho em ngay lúc này luôn. Ok. Dạ. Trân Đài còn có một cái khuôn chân mày rất là đẹp. Những cái sợi lông mày rất là rậm và nó theo một cái shape. Mình chỉ cần phủ nhẹ một cái lớp phấn bột chân mày thôi. Sau khi mà xử lý chân mày xong rồi á, thì bây giờ mình đi đến phần màu mắt. Đài có một cái đôi mắt rất là to và dài. Nhưng mà tuy nhiên thì không phải là cứ mắt to mắt dài thì mình làm cho nó to và dài hơn đâu. Đôi mắt to thì mình chỉ cần làm tô lên cái đường nét của đôi mắt nó hợp lý và nổi bật, không cần phải làm nó quá nhiều. Kem mắt xong thì em dùng cái phần nhũ mắt, em dùng ngón tay em chấm nhẹ trên phần bầu mắt. Anh Ti chỉ ra cái cánh mũi của Trân Đài nè, rồi cái phần mắt của Trân Đài nè, cũng giống như là cái cơ mo Trân Đài. Anh Ti chỉ cho Trân Đài vẽ làm sao để hai cái cơ mo Trân Đài cho nó đều nè. Xín có vẻ là người có cơ duyên may mắn gặp Trân Đài từ 15 năm trước. Lúc đó thật sự là mình không biết Trân Đài là một người có ý định sẽ là chuyển giới và là một người con trai. Từ cái động thái, cách nói chuyện và cái đi đứng này nọ đều là một người phụ nữ luôn. Khi vào công việc thì anh Xín rất là nghiêm túc, đưa ra những cái tip để cho Trân Đài làm cho mái tóc mình bồng bềnh hơn, hoặc là giữ tóc như thế nào, tóc dài là phải đi cắt nè, đó, rồi phải dưỡng tóc để cho Trân Đài tốt hơn và có được Trân Đài một hình ảnh như ngày hôm nay. Thì không biết là sau cái buổi training ngày hôm nay thì cảm xúc của Trân Đài như thế nào? Em rất là vui bởi vì hôm nay sau cái buổi training này thì em đã học được cái tip make up cũng giống như là cái góc mặt của em làm sao để em tự tin hơn và đẹp hơn để em đem đến đấu trường quốc tế. Và đến với cái thử thách đầu tiên của ngày hôm nay, đó là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng với một beauty queen, đó là kỹ năng chụp hình beauty shoot. Anh Ti Lê sẽ giúp cho em có những cái tấm hình beauty thật là đẹp, và yêu cầu của ekip đặt ra đó là em hãy thể hiện cái sự nữ tính nhẹ nhàng một cách hết mình theo đúng cái cá tính của em, và dựa trên đó mọi người sẽ cho em những cái ý kiến và những cái đóng góp mà tốt nhất cho em. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Ok, về nhà anh Ti nha. Good. Rồi vô nè. 2, 3, đúng rồi, cứ diễn. Mục đích chụp hình profile thì là để cho mọi người thấy được những cái ưu điểm trên gương mặt của mình. Thì layout makeup trong, gọi là hay nói vui là layout makeup xương xương á, thì đây là một trong những cái điều mà Trung Anh Phong nghĩ sẽ là thế mạnh của Trân Đài trong cái đấu trường sắp đến. Đúng rồi, mỉm mỉm, đúng rồi, nhẹ nhàng luôn.
Hít chanh một hơi thiệt là sâu, thở mạnh ra. Đúng rồi, good. Và cái thử thách đầu tiên của chúng ta cũng đã hoàn thành với một layout make up trong cùng những beauty shoot. Thì không biết cảm nhận của Trân Đài như thế nào, có thể chia sẻ với lại mọi người. Trước tiên là cái điều khó đối với em đó là mình phải control được cái gương mặt của mình, nhất là ánh mắt và cái đôi môi. Beauty shoot vừa rồi á, cái cằm em vẫn còn bị ngứa quá, mình chưa có điều khiển được cái góc mặt và cái cằm. Anh theo sát thì có lẽ một trong những cái khuyết điểm trong một cái shoot hình này đó là em vẫn còn bị căng thẳng. Thì anh có chỉ em một vài cái tip, đó là mình sẽ hít một hơi thật là sâu. Đó, sâu bằng mũi nha, và thở ra là bằng miệng. Thì đó, thì cái cơ mặt em sẽ trở nên nó rất là relax. May hôm nay chúng ta cũng đã có những cái shoot hình cũng đã khá là ưng ý. Thì bây giờ anh nghĩ là thử thách sẽ càng ngày càng tăng độ khó hơn nữa. Chúng ta sẵn sàng cho thử thách này chưa? Sẵn ok, sẵn sàng. Yeah. Đây, thì cái bộ đồ mà của em á, thì anh muốn là opening. Thì cái sắc đỏ là một đặc trưng của Việt Nam. Thì anh rất thích cái màu đỏ cho một cái gì đó gọi là ấn tượng đầu tiên. Rất là nổi bật đúng không? Thì dựa trên cái mẫu này nè, với phong cách đó là menswear, thì em hãy tự thiết kế một cái layout makeup theo gu thẩm mỹ của em và theo cái sở thích của em. Mình chỉ có 15 phút cả thay đồ. Ok, yeah. Nhanh nhất có thể nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Ok, chiến. Rung quá anh ơi. Rung quá. Cái tên nó quéo luôn. Thật sự lịch làm việc nó rất là dày đặc. Thì chính vì cái lịch trình như vậy thì Trung Thanh Phong và ekip muốn thử thách Trân Đài phải thay đổi layout liên tục, hoặc là make up, hoặc là thay đồ và hair. Trên sân khấu thì là thông thường cái đèn sân khấu nó rất là mạnh. Đó thì là em phải làm đậm hơn một chút, để mà khi mà em lên sân khấu cái ánh sáng nó không có làm nhòe đi, nó không có làm mất cái đường nét của mình. Em xin lố 5 phút được không ạ? Không em à. Ai biểu trên Facebook em makeup đẹp đó làm gì? Nhớ rồi, bị lem một chút rồi. Ôi còn có oi nữa. Trời ơi, chỉ còn 45 giây nữa thôi. Đó rồi, Trung Phong sắp tới kìa, Trung Phong tới kìa. Mang cho em cái xịt cái đã, cho em xịt. Cho em cái xịt đúng không? 45 giây nè. 19. Thôi bây giờ đồ 18, sao? 18. Rồi, giờ sao? 17. 14, 13. Rồi xuống, đúng rồi, xuống mặt nha em. Quên hoài luôn á. Rồi. Chủ động về tóc hơn nè. Cái tóc nó bạc đã hết sau rồi nè. Đúng rồi, hứng gió. Ok. Ủa, hôm nãy anh kêu em thay tông đỏ mà em ý là anh kêu em làm cái tông môi đỏ mà em chưa làm. Em thấy cái mặt em á hợp với lại make up nude. Cho nên là em nghĩ là cái bộ này nó quá nổi rồi, nếu mà em đánh đỏ nữa nó nổi quá nhìn em sẽ bị dừ á. Lựa chọn đó của Trân Đài để làm cho trang phục nó nổi bật hơn mình chứ phải là mình nổi hơn trang phục. Nó chưa được cuốn hút lắm. Đúng rồi, nhìn trên hình nè. Anh biết tại sao không? Tại vì có rất là nhiều lời bình luận tiêu cực ở trên mạng á, nói là em không hợp với son đỏ, mặt makeup đậm quá nhìn như chuyển giới, biết chuyển giới liền. Trân Đài đã đọc những cái lời bình luận không tốt về mình thì những cái điều đó làm ảnh hưởng đến Trân Đài rất là nhiều. Em sợ đám môi đỏ là nó bị già bị xấu, em không dám đám môi đỏ. Thì nói chung là đối với anh thì nãy giờ anh cũng không có phải là quá gì mà nặng nề, nhưng mà cái mà anh không hài lòng nhất thật sự đó là cái sự mất tự tin ở em. Đáng lẽ Trân Đài phải lấy đó để làm cái động lực để có thể phát huy. Thì một phút chạnh lòng và yếu lòng để mình co cái khả năng của mình lại, thì đó là một cái điều mà Trung Thanh Phong cảm thấy thất vọng. Một cái màu make up, một layout make up nó không nói lên được vấn đề gì, mà nó khiến cho mình tự nhiên mất cái tự tin. Thì anh nghĩ là hoàn toàn không được. Ngay cả cái chuyện em có chuyển giới hay là không chuyển giới, thì thật sự em phải tự tin vào cái giá trị của bản thân mình. Tại vì mình không trân trọng bản thân mình thì ai trân trọng mình? Nếu em không xóa tan được chuyện đó thì thật sự anh nghĩ là không nên đi thi nữa. Em nhớ lúc mà chung kết thì em có chọn số 2 và nói lên hai giới tính của người của mình. Thì
thì đâu đó trong em vẫn còn phải sự mạnh mẽ, quyết liệt thì em mới dám đi thi điều đó. Mà hôm nay thì anh thấy cái sự đó không còn nữa. Sau khi em IQ Việt Nam á, có rất là nhiều thứ. Em bị Covid xong rồi 2 năm em phải đi về Mỹ, đợi 2 năm luôn mới được đi thi tiếp. Rồi em trong lúc em training em tập thể dục rất là nhiều. Em tập thể dục tới nỗi mà bây giờ cái chân em bị đau. Nhưng mà em phải ngưng lại xong, bác sĩ nói em phải ngưng lại xong. Em không có được tập cái quốc nữa. Bây giờ phần thi tài năng của em cũng chưa có tập được nữa. Em không có đủ sức như năm ngoái. Năm ngoái em bị thiệt, em IQ Việt Nam em có rất là nhiều năng lượng, em có rất là nhiều sức. Bao nhiêu thử thách đặt ra em cũng có thể làm được, cố gắng hoàn thành nó. Nhưng mà sau khi em bị Covid rồi phải đợi cuộc thi gần 2 năm luôn, cho nên là em mất rất là nhiều năng lượng. Thực ra thì lúc đó anh cũng hơi bất ngờ, tại vì trước đây anh chưa bao giờ thấy Trần Đài khóc cả. Trong cuộc đời của mỗi người thì là mỗi người đều phải có một cái giai đoạn mà mình cảm thấy nó down mood nhất. Để khi mà mình vượt qua được những cái điều đó, mình sẽ cảm thấy những lần sau đó nữa nó chả là gì cả. Nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc. Em hứa với lòng là em sẽ chiến hết mình, chơi hết mình tới đoạn đường cuối cùng này. Bởi vì rất là nhiều người mong chờ em cũng như là fan hâm mộ, và kể cả ekip anh Trung Phong, anh Ti và anh Xín, nhiều người đã support em, ủng hộ em. Em muốn thể hiện cái lòng biết ơn của mình là em sẽ cố gắng hết sức. Đôi khi những cái áp lực của chân đài không biết chia sẻ cùng ai thì nó dồn nén quá nhiều rồi, cho nên là hôm nay không kìm được cái cảm xúc của mình và rơi những giọt nước mắt. Thôi, nếu coi như đây cũng là một cái sự trải lòng, đâu đó cả bản thân anh cũng là một người rất là cầu toàn anh luôn. Anh luôn đặt cho em một cái gọi là áp lực. Thì thật sự anh chỉ có muốn nói với em một điều, đó là mình hãy là chính em, là Trân Đài. Mà nếu như có một cái cơ hội này ngay tại chỗ luôn, em có dám thay đổi với lại cái màu son mới? Dạ, nếu như anh cho em một cái cơ hội thì em sẽ thay đổi và cố gắng thực hiện tốt hơn. Ok, chơi. Ok. Vô. Diễn thôi. Đúng rồi, cố lên. Năng lượng lên nha. Nhìn mạnh mẽ lên nè. Đúng rồi. Sau khi mà Trân Đài đổi cái layer makeup thì anh thấy cô ấy trở nên tự tin hơn, nhìn rực rỡ hơn. Hôm nay là cũng hết thời gian rồi, cố lên. Đúng rồi. Trân Đài đã lấy lại ngay được tinh thần và đã thay đổi mình ngay lập tức, dám thử, dám làm. Thì đó là một trong những cái điều mà Trung Minh Phong lại cộng gấp đôi số điểm. Hơi an toàn nha, ánh mắt nha, nhìn sâu nha. Ê, thôi, cố lên. Trong quá trình photoshoot thì Trân Đài bị trượt giày và Trân Đài có té. Thì đây là một trong những vấn đề mà Trung Minh Phong cảm thấy rất là lo lắng. Tháng này là mình sẽ cố gắng là good nhất có thể, và xong sau đó là phải đi bác sĩ liên tục nha. Anh Trung Minh Phong là người đã lại và xoa chân Trân Đài, thì tuy rằng mình bị té và chân mình đau, nhưng mà mình cảm thấy là được chia sẻ và rất là ấm áp luôn. Thật sự là như anh nói luôn, đi thi nó phải như vậy. Tại vì quan trọng là cái tinh thần, quan trọng là cái thần thái nữa. Đó, nó quyết định cái sức hút. Tinh thần chiến đấu của Trân Đài sẽ tốt hơn và tăng lên gấp bội. Rồi em phải trở về phiên bản gốc anh ha. Phiên bản gốc. Rồi, theo anh nghĩ nè, giờ em xới cái tóc qua hơn nhiều hơn tí. Đúng rồi. Bây giờ mình cảm nhận tóc rồi, body rồi, mặt nó phải đi thành một tổng thể nha. Ok, tiếp tục. Đó, anh thấy ok nha, đúng rồi. Với bộ bikini ngày hôm nay thì rõ ràng là Trân Đài đã lấy lại sự tự tin, dám mặc một bộ bikini màu nude, thắt dây nó rất là sexy, gợi cảm. Đúng rồi, tay cao tay thấp nha, cùi chỏ ra ngang. Đúng rồi, mở bụng nha. Cơ bụng, đúng rồi, relax nhẹ nhàng. Nhanh quá. Nhẹ thôi, đúng rồi. Chụp hình, em thấy như thế nào, tự cảm nhận? Dạ, em thấy cũng chưa được tốt lắm, bởi vì có rất là nhiều vòng thử thách và body của em cũng chưa được săn chắc. Tại hôm bữa giờ quay, lịch quay nhiều quá, em cũng ít tập thể dục. Đài có cái vóc dáng người là tương đối là chuẩn và ok, chỉ cần tập luyện săn lại một chút thôi. Một cái cơ thể đẹp trời cho,
chưa hẳn nó gọi là đẹp hoàn hảo. Nó phần cần phải qua một cái quá trình rèn luyện, tập luyện nữa để nó trở nên hoàn hảo hơn. Chân Đài cảm thấy rất là đúng luôn, bởi vì đó là thiếu sót của Chân Đài. Chân Đài xin nhận cái phần này. Ok, thử thách cuối cùng nha. Với cái đầm này anh nghĩ là anh sẽ bới cao lên cho em để cho mặt em nó sáng hơn. Em thấy mình để một cọng đây xuống rất xuống mềm may đi anh. Tại vì bới lên giống đêm chung kết MAQ Việt Nam, xong rồi bị nói giống người này người kia. Tại vì anh thấy kiểu tóc bới thì nó là nó chỉ có bới thấp bới cao, giống một ai đó thì do người ta nghĩ thôi em ơi. Thôi kệ anh, để thử cái này đi, để ra coi anh Ti với anh Phong nói như thế nào. Xong rồi hả? Xù nha, xù khu nha. Khi mà bước ra và anh Ti và Trung Anh Phong đã rất là bất ngờ về chuyện đó. Nó cảm giác nó hơi rườm rà. Đừng có sợ giống bất kỳ ai, cái quan trọng là em phải hợp. Dịu dàng nữ tính nhưng mà vẫn không có kém phần cá tính nè. Cho nên á, chắc em vô em đổi cái màu son cho nó nhẹ nhàng bớt. Thật ra cái đôi bao tay á, cộng với lại một vài cái lông vũ thì nhìn nó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà nail ô về nha. Ừ, nail ô về. Nãy giờ thì mình đã thấy cái bao tay nó rất là nữ tính, có những cái lông nữa thì mình nó sẽ lòi những cái ngón tay ra nè mọi người, cho nên là mình đã chọn cái bộ nail. Cái này là cô tự gắn nè, tôi không có đạo diễn cái này nha. Em muốn ôn chung kết xem nó có gì có ấn tượng ra anh đó, muốn cho bộ nail cho nó. Trời ơi. Chọn đôi bông tay nhọn nhọn rồi móng tay cũng nhọn nhọn. Đúng rồi. Thì nó bị tương phản hoàn toàn nên là nó là sai một ly đi một dặm. Chân Đài cũng đã rút ra được bài học là nếu mình tham lam quá là mình sẽ bị ố về đó nha mọi người. Cho nên là tiết chế lại nha Chân Đài. Ok, thay nó liền. Anh xin, dạ, xin giúp em cái này nha, xong em sẽ thay môi. Cải xính nha. Cải xính là núi đè nha. Nhẹ nhàng thôi, slow motion từng động tác. Đi. Đúng rồi. Nhớ lại hết tất cả những gì hồi sáng nè. Hít hơi sâu, hít ra nè. Thở mạnh, ok, diễn. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. 3 2 1 Xong. Bây giờ cũng đã đến đêm rồi. Thì thật sự là cái nguồn năng lượng là anh cầm cho em một cái điểm cộng là mình vẫn giữ được cái nguồn năng lượng đó. Thì không biết cảm nhận của Trân Đài lúc này như thế nào? Cảm ơn các anh rất là nhiều, bởi vì qua những cái chia sẻ của các anh và buổi làm việc hôm nay thì em rút ra được rất là nhiều bài học cho mình. Thì em sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt và tự tin đến với đấu trường Thái Lan. Thì với quan điểm của anh á, anh em là anh em nhưng đã vào công việc thì mình phải nghiêm túc hết mình. Anh hy vọng rằng với những cái sự khắt khe này, giống như thương cho roi cho vọt, thì mình cứ thẳng thắn với nhau. Thì sắp đến còn phải là cố gắng từng ngày. Thì hy vọng rằng là em cũng sẽ giữ vững cái tinh thần này, càng ngày càng vặn dây cót lên nữa, để sức càng ngày càng hừng hực. Và hy vọng rằng tất cả những sự cố gắng của mọi người trong ekip cùng tâm huyết của mình sẽ mang đến những cái kết quả tốt nhất và được mọi người chào đón. Sau cái thử thách ngày hôm nay thì Chân Đài đã rút ra được rất là nhiều bài học cho riêng mình. Thì Chân Đài sẽ áp dụng những cái bài học trong ngày hôm nay để cố gắng thật là nhiều và tốt hơn. Một lời cảm ơn chân thành từ em và em rất là biết ơn ba anh rất là nhiều. Ok, cố gắng lên nha. Còn cả hành trình phía trước đó. Chân Đài, Miss International Queen Việt Nam. Let's get it.